Xin chào các bạn, trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ghép một cái sim ICC ID thần thánh cho chiếc điện thoại iPhone của mình. Thì sau khi ghép xong á, cái điện thoại của bạn sẽ xài như máy quốc tế ha. Thì đầu tiên là bạn cần có một cái sim ICC ID, một cái sim máy mình đang xài. Thế là mình sẽ lồng nó vào như trong hình, mình gắn vào trong máy. Thì sau khi gắn vào máy thì tất nhiên là máy mình phải có kết nối wifi sẵn ha. Thì gắn vào máy thì máy nó sẽ đá ACTi ra ngoài như các bạn thấy đó. Thì sau khi bấm đá ACTi ra ngoài, chúng ta sẽ bấm vào nút home nè. Chúng ta sẽ bấm vào cuộc gọi khẩn cấp. Còn đối với những cái điện thoại không có nút home á, thì chúng ta bấm vào nút nguồn nha và chọn cuộc gọi khẩn cấp. Sau đó chúng ta sẽ bấm cái mã số ICC ID thần thánh mới nhất mà mình ghi trên hình á. Sau cuối cùng mình bấm chữ thăng rồi mình bấm thực hiện cuộc gọi. Rồi, xong rồi bấm bỏ qua. Rồi, như vậy chúng ta sẽ bấm vào tiếp tục và như thế là máy sạc tiêu vào trong, mình nhập tài khoản Alo của mình vào, thế là xong. Còn nếu bạn nào không có tài khoản Alo thì không cần nhập nhé. Mình sẽ thực hiện một cuộc gọi thử. Gọi 900 ok ha các bạn ha. Rồi mình sẽ thử thực hiện kiểm tra tài khoản sau 101 thăng. Đây là những cái cách kiểm tra như máy quốc tế vậy đó. Ok ha.